Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Kỷ Hợi luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ dễ dàng trao niềm tin của mình cho người khác, điều đó đôi lúc khiến họ thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, tuổi Hợi mệnh mộc luôn đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của họ, nên ông trời đã ưu ái cho tuổi Kỷ Hợi trong những năm gần đây. Thậm chí, trong năm 2021 tới đây, trong những năm này, mệnh chủ đều xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung, sự nghiệp thuận buồm, xuôi gió, tài lộc về đầy nhà. Vậy trong nửa cuối năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ xảy ra những điều gì? Mệnh chủ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải khó khăn hay trắc trở nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Kỷ Hợi. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 dự báo ông bà tuổi Kỷ Hợi sẽ có một thời gian dài khá bình ổn, không có nhiều biến động nhưng cũng không tránh được một vài chuyện bất ngờ xảy ra. Vận trình của ông bà được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn nhất cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, vận may chỉ quyết định một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của chính mình thì mới mong cuộc sống êm ả. Ông bà tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở, khó khăn nào cũng không nên nhụt chí, sợ hãi hay bi quan, mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực thì vận số trong thời gian này sẽ trôi qua êm đềm. Ngoài ra, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa lành, tránh dữ, do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Kỷ Hợi nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021. Qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống, thứ nhất về sự nghiệp và quan vận. Trong nửa cuối năm 2021, với ông bà tuổi Kỷ Hợi vẫn đang đi làm, ấn quan xuất hiện cùng trợ lực, công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Ngoài ra, sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của ông bà sẽ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong thời gian này. Dù vậy, ông bà cũng cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết sức mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Ông bà cũng cần mang theo bên mình tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để tăng cường may mắn, chiếu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở và giúp đỡ công việc, hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi ông bà tuổi Kỷ Hợi nửa cuối năm 2021 cho thấy về phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ. Nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp hoặc lương từ công việc chính.
Do đó, vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó ông bà trong thời gian này. Với những ai vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng, nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp ông bà kiếm thêm lợi nhuận, tăng thêm thu nhập. Cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có là đầu tư nhỏ, ông bà cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin, kẻo tiền bao nhiêu cũng không hết. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời điểm này, ông bà tuổi Kỷ Hợi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi những vận hạn, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi của ông bà tuổi Kỷ Hợi nửa cuối năm 2021 cho biết, các mối quan hệ, gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. 34 tuổi Kỷ Hợi, nếu đang độc thân hoặc đơn thân thì một số cơ hội tình cảm với người khác phái. Ông bà cần chủ động hơn để có thể nắm bắt được hạnh phúc. Ngoài ra, trong tháng này mà vận khí đi xuống, tâm tình của ông bà có thể trở nên khó chịu, nóng nảy. Nhưng nhìn chung, tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Đặc biệt trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh ông bà. Đặc biệt, giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Ông bà tuổi Kỷ Hợi trong nửa cuối năm 2021 không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Ông bà cần thường xuyên rèn luyện thể dục, tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần, lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Còn với những ông bà vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần ông bà biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, ông bà sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn. Ngoài ra, ông bà hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Đồng thời, pháp khí cũng giống như một tấm bùa, hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Kỷ Hợi trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Tử vi tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, ông bà tuổi Kỷ Hợi sẽ có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều. Trong tương lai, xuất hiện dấu hiệu cạnh tranh, mâu thuẫn lục đục nội bộ. Thời điểm này, ông bà nên tập trung làm tốt công việc của mình. Ông bà tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo hại thân. May mắn tài lộc của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong tháng có tài tinh chiếu mệnh, nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh buôn bán có phần chững lại, thiếu sự đột phá. Tháng cô hồn, ông bà nên thận trọng trong đầu tư, kinh doanh, kẻo bị thua lỗ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Ông bà tuổi Kỷ Hợi nên chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 8 âm lịch. Do vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật sẽ cao hơn. Ban đầu, ông bà chỉ có thể thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ông bà chớ nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể lên tiếng. Sức khỏe giảm sút cũng kéo theo tinh thần có sự hăng hái cần thiết khi làm bất cứ việc gì. Đặc biệt trong công việc, ông bà làm việc như một cỗ máy, mất đi sự hào hứng trước đó. Cho nên ông bà cũng không nên bỏ qua việc nuôi dưỡng tinh thần. Tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của ông bà tuổi Kỷ Hợi vẫn chưa được tốt. Ông bà cần chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Rất có thể sức khỏe suy giảm cũng sẽ kìm hãm sự nghiệp. Ông bà có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng có thể khép lại không cho phép. Do đó, ông bà thường xuyên cảm thấy bất lực trong trạng thái, khiến tâm trạng ngày càng buồn chán. Tài vận của ông bà trong thời gian này cũng khó mà như ý khi thu nhập không có dấu hiệu tăng. Kiếm tiền khó mà tiêu thì quá dễ,
các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều đô, lại có dấu hiệu phá tài, ông bà cần cẩn trọng. Tử vi tháng 10 âm lịch. Sang tháng 10 cũng chính là tháng bản mệnh, ông bà tuổi Kỷ Hợi đương đầu với Thái Tuế, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, ông bà cần phải luôn nhắc nhở bản thân làm gì cũng thận trọng, chú ý thanh toán, chú ý tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trong tháng công việc thì trì trệ, thiếu tính trơn tru, điểm cảnh báo đấu tranh tiểu nhân hãm hại. Dù không có ý tranh giành bon chen, nhưng ông bà cũng có thể bị lôi vào cuộc vì sự càn nể. Cho nên ông bà cần phải thận trọng trong việc đưa tin những người xung quanh và đề phòng bị đâm kiếm sau lưng. Ngoài ra, đây cũng không phải là tháng thích hợp cho việc đầu tư, kinh doanh. Ông bà chớ vì cả tin mà bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Tử vi tháng 11 âm lịch, vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu khởi sắc về tài vận. Nên dù công việc vẫn gặp khó khăn nhất định, nhưng ông bà cũng được an ủi phần nào. May mắn về tài chính đã giúp ông bà không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngoài việc đến từ thu nhập chính thì còn dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ, việc làm ăn sẽ diễn ra suôn sẻ như ý. Bên cạnh đó, dù công việc có trở ngại nhưng ông bà cũng không nên nản chí. Và sự khởi đầu nan, hãy cứ tin rằng những nỗ lực hiện tại của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ở một thời điểm không còn xa. Tử vi tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của ông bà vẫn duy trì ở mức vượng phát như tháng trước. Số dư tài khoản ngày càng tăng lên. Đây cũng chính là tháng ông bà nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm, nên không phải lo lắng về tiền bạc. Nhờ vậy, chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Ngoài ra, tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn dập, nhiều kế hoạch cần quyết toán cuối năm, nhưng ông bà vẫn chưa có thể xử lý đâu vào đấy. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn của ông bà tuổi Kỷ Hợi. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, ông tuổi Kỷ Hợi được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức được coi là phúc tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Ngoài ra, ông còn gặp hạn Huỳnh Tuyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu sự đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Còn đối với này thì trong thời gian sẽ được sao Thủy, Dậu, chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, kỳ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sau này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiện mất mắt của cải, bị đàm tiếu, lây xấu sau lưng. Bên cạnh đó, bà còn gặp phải hạn toán tận. Hạn này chủ về hao tốn tiền của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận, tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng vì tiền nhà bỏ mạng. Cho nên ông bà cần lưu ý nhiều hơn về hạng mục này. Thứ hai, luận hung cát niên vận sau tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của ông bà tuổi Kỷ Hợi gồm có sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Là vì sao điều khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp có nhiều sao số quy tụ như tăng môn, đại hao, tuế phá, thiên hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cuối cùng, cung xung chiếu thì gồm có các cát tinh thiên phúc, long trí thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng có cả anh cát hung, tuấn kiệt. Để quan phù, thiên khóc lại ở lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Sức khỏe, công danh, sự nghiệp, con cái. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.
kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.